bác sĩ là người tiểu đường có nên ăn trái cây không và vì sao ạ? Người tiểu đường thì rất rất cần ăn trái cây, bởi vì trái cây là bổ sung một lượng lớn vitamin cho cơ thể của chúng ta, và đặc biệt là với những bệnh nhân mà đái tháo đường type 2 thường hay dùng một nhóm metformin ấy, thì thường bị thiếu vitamin B12, cho nên việc sử dụng ăn trái cây là luôn luôn cần thiết, không phải kiêng, không không cần thiết phải kiêng, với chỉ ăn với lượng như thế nào thôi, không phải kiêng hoàn toàn. Các loại trái cây thì bệnh nhân tiểu đường đều có thể ăn được hết và không phải loại trừ loại trái cây nào cả. Và cách ăn thì sẽ nên ăn như thế này, tức là khi các bác đã ăn cơm rồi thì mình hay có thói quen là mình mang đồ tráng miệng ra và mình ăn luôn. Như vậy thì không nên, vì là khi mình ăn cơm vào và mình ăn một cái bữa cơm, bữa lớn, bữa chính rồi, thì cái lượng đường huyết vào trong cơ thể sẽ rất là nhiều. Chính vì thế khi mình ăn tiếp tục trái cây vào thì đường huyết sau ăn của chúng ta sẽ tăng vọt lên, như vậy thì không có tốt. Và mình sẽ nên ăn như thế này, mình sẽ nên ăn trái cây vào bữa phụ. Thì các bác cũng cũng sơ bộ tính được là như thế này: một cái quả chuối của chúng ta thì tương đương với khoảng 20 kcal, một quả xoài to thì tương đương với 40 kcal. Như vậy thì cái bữa phụ mình có thể ăn giới hạn của chúng ta đến 60 kcal một bữa phụ. Thì mình có thể ăn một quả xoài cũng được, nhưng ăn vào cái bữa mà sau ăn 2 đến 3 tiếng. Ví dụ như mình ăn trưa rồi này, mình ngủ dậy, mình có thể ăn một quả xoài. Hoặc là mình có thể uống một cốc sữa cho người đái tháo đường, sau đấy bữa chiều mình lại ăn một cái bữa chính, thì mình có thể ăn xoài cũng được, ăn nhãn thì các bác cũng có thể ăn được, nhưng ăn chỉ khoảng chục quả đổ lại thôi, bởi vì 10 quả nhãn đã tương đương khoảng 30 kcal rồi. Và có thể ăn thêm một ít khoai sọ, một củ khoai lang, hoặc là một cái gì đó mình thay đổi, thì các cái hoa quả thì mình nên ăn vào cái bữa phụ thì tốt hơn, để làm tránh là mình bị hạ đường huyết và cũng như tránh mình bị tăng quá đường huyết sau ăn. Các bác cũng có thể ăn, như tôi nói, vẫn có thể ăn nhãn được, nhưng mà các bác nếu mà các bác ăn nhãn rồi thì đừng ăn cùng với bữa cơm nữa vì tăng đường huyết. Rồi giữa các bữa đấy thì các bác chỉ ăn khoảng 5 đến 10 quả nhãn là nhiều rồi. Tránh là mình ăn cấp tập vào ăn khoảng nửa cân nhãn thì đường huyết lên rất là cao, và lúc đấy thì khiến cho mình rất là mệt mỏi, vì đường huyết cao nó có khả năng là gây tổn thương các cái tạng đích, cho nên là mình sẽ mệt mỏi và dễ gây ra biến chứng. Đầu năm 2016 ấy, thì là tôi tự nhiên thấy người nó gầy. Mình đang 71kg mà nó còn có 57 thôi. Thế nhưng mà nó đi giải rất nhiều, đi suốt ngày nhưng mà đi giải rất khó. Thế thì tôi nghi là mình có khi là bị u phì đại tiền liệt tuyến. Thế thì là mới đi bệnh viện Bạch Mai là khám toàn thân. Thế sau khi xét nghiệm tế bào máu thì đến 4 giờ chiều ở bệnh viện Bạch Mai người ta mới có kết luận, tức là mình là có 22, đường trên mominit, tức là bác sĩ bảo là bị tiểu đường type 2. Thế sau đó thì người ta yêu cầu làm viện, nhưng mà tôi bảo thôi tôi về mãi Hưng Yên này, thôi thì bán thuốc cho tôi về tôi điều trị ngoại trú. Thì hàng tháng thì tôi lên khám, thì đầu tiên là cũng 10 phải, thế rồi nó cứ xuống dần dần, xuống 8 phải, rồi đến 9, 7 phải. Năm 2018, đầu năm ấy, thì là tôi, người ta mới xét nghiệm cái HbA1c, thì bác sĩ bảo là của chú là nó cao, những 8,5. Thế thì chú xem có cái biện pháp nào chú phải mua thêm thuốc để điều trị. Bác sĩ người ta tư vấn, người ta bảo là bây giờ chú mà cái HbA1c nó cao thế này, tức là người ta gọi là máu bẩn ấy, thì là nó dễ bị biến chứng, là nó có thể biến chứng vào mắt làm bị mù, hay là biến chứng vào thận, thế rồi là vào gan, rồi là bị cụt chi, rồi nói chung là nó có nhiều cái biến chứng. Thế thì là tôi mới lo lắng như thế. Lúc đó ông mới tá hỏa ra rằng chỉ dùng thuốc, chế độ ăn uống, tập luyện có thể là chưa đủ đối với ông. Ông bắt đầu tìm kiếm về các sản phẩm hỗ trợ như lời tư vấn của bác sĩ. Ông nói, tôi may mắn khi biết đến Glutex, chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc. Cái Glutex này là tôi đọc ở cái tờ báo Chuyện Đời. Uống vào thì nó ổn định đường huyết, huyết nách là không phải đeo kính nữa. Lắm khi là tôi trước đây là tôi thỉnh thoảng tôi đọc báo hay tôi làm thơ là tôi phải đeo kính.
Con có quà biếu bố đây. Đây là sản phẩm đầu tiên được bào chế từ tinh chất lá xoài. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutex dành riêng cho tiểu đường type 2, có công dụng hạ và ổn định đường huyết. Glutex giúp sống lâu hơn khi bị tiểu đường.